Các bác nhìn đây xem có giống chiếc mẹt đôi không ạ? Nhưng mà thực chất nó là mẹt một mặt nhưng mà em để ghép lại với nhau. Đây là mẫu mẹt dành cho toàn thể, các bác có thể sử dụng đi đánh bẫy bìm bịp rất là hiệu quả dưới dạng một mặt. Và đặc biệt thì với bác nào là thợ chuyên thì với cái mẫu mẹt một mặt này cực kỳ là hữu dụng và nó đem lại cái kết quả rất là cao khi mà các bác sử dụng. Và ngày hôm nay thì em sẽ đưa đến cho toàn thể các bác này dưới dạng mẹt một mặt. Đây, các bác vừa nhìn đấy. Mẹt một mặt thì gấp lại nó như thế này, rất là gọn để các bác có thể mang sách đi này. Đấy, có mẹt hai mặt này và có cả lồng. Đây gọi là lồng bẫy bìm bịp. Các bác có thể lựa chọn một trong ba. Đấy, đâu sẽ là cái sản phẩm mà phù hợp nhất và đạt cái hiệu quả cao nhất khi mà các bác sử dụng đi săn bẫy. Em sẽ gửi đến toàn thể các bác chọn bộ trong cái video ngày hôm nay. Và đặc biệt thì bác nào có quan tâm đến giá, em sẽ báo giá cụ thể ở trong video này với từng một sản phẩm một. Đầu tiên nhá, với mẫu mẹt một mặt đi. Mẹt một mặt hay là hai mặt hay là lồng bẫy, chất liệu đều là sử dụng bằng thép 100%. Thép này là dạng thép AC và có sử dụng phun tĩnh điện, phun sơn màu đen vừa tạo cái hiệu ứng ngụy trang và đặc biệt hơn đó là nó có thể giúp cho toàn thể các bác chống han gỉ một cách tốt nhất. Đấy, với chất liệu thép thì các bác yên tâm, nó sẽ có cái độ bền rất là cao với cái dạng mẹt thép này. Và hơn thế nữa với cái thiết kế đấy, các bác nhìn này, đấy, cầu tử này hay là cái thiết kế ở cái phần nhốt mồi đây đều rất là cứng cáp này. Hai mặt đều có cái lồng nhốt, nếu mà với sử dụng mẹt hai mặt, đây là lồng nhốt mồi nhá, để nhốt mồi sống các bác nhìn này. Dế mèn này, hoặc là các bác có thể nhốt gà con này, hoặc là cóc, nhái đều được khi mà các bác nhốt vào đây. Với cái mẫu mẹt hai mặt này thì các bác nhìn này, sử dụng song song cả hai mặt. Theo em thì các bác có thể sử dụng mẹt hai mặt đấy, song song là một bên là các bác có thể sử dụng mồi nhái này. Một bên các bác sử dụng cho em cái con bình bịp mồi như thế này. Bởi vì đánh mẹt là các bác lựa chọn đến cái hình thức là đánh chay. Các bác không cần phải sử dụng mồi thật mà các bác chỉ cần sử dụng mồi giả như thế này thôi là đã đạt cái hiệu quả rất là tốt rồi. Đấy, còn với bác nào mà thích sử dụng đánh mồi thật hay là các bác có mồi thật rồi thì các bác có thể tham khảo với cái mẫu lụp này. Mẫu lụp hay các bác gọi là mẫu lồng. Cửa thì có cửa trượt lên nên là khi mà các bác nhốt ra nhốt vô nó cũng rất là tiện đây. Các bác nghe, cửa trượt lên như này nhá. Đấy, chất liệu thép, thép này là thép 5 ly. Nên là cực kỳ chắc chắn, khỏe và có cái sức đàn hồi rất là tốt. Với cái dạng thép chuyên dụng này là thép lò xo, nó vừa không gây han gỉ và vừa có cái sức đàn hồi cực kỳ là tốt với những cái dạng này. Đấy. Bác nào ưng dòng nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho em sẽ gửi đến toàn thể các bác cái mức giá tốt nhất với những cái dòng sản phẩm như thế này. Con bìm bịp này là con bìm bịp thật nhưng mà đã được lột thịt đi rồi và nhồi silicone ở bên trong. Lông liếc đều là thật hết như này luôn nhé. Mắt đỏ luôn cho toàn thể các bác này. Con này các bác sử dụng bền bỉ ấy. Đấy, mỗi lần sử dụng xong các bác cất đi. Đấy, thì các bác có thể để đến vài năm với con bịp mồi như thế này. Đấy, và giá thành thì nó chỉ có 200.000 đồng một con bịp mồi thôi. Đấy, và bên cạnh đó thì bên em có loa. Loa này là dòng loa VS898, thế hệ mới nhất của cái dòng loa loại 1. Dòng này thì giá rất là rẻ, đặc trưng của nó là đầy đủ chức năng và giá rất rẻ. Âm thanh chuẩn, phù hợp với toàn thể các bác khi mà các bác sử dụng đánh giải trí hay là đánh kinh tế đều được với cái dòng này. Em sẽ test thử cho toàn thể các bác về cái mức độ âm thanh. Nếu các bác mua loa thì sẽ có loa này. Đấy, và túi đeo này, mic nói này, điều khiển này, rồi thì dây đeo loa hay là sạc loa, đấy là những phụ kiện đi kèm. Còn nếu mà các bác muốn mua loa mà kèm có cả tiếng kêu như thế này thì em sẽ gọi đây là loa có cả thẻ nhớ. Còn nếu không thì các bác có thẻ như sẵn thôi thì em sẽ bán cho toàn các bác loa kèm phụ kiện như thế này thôi. Đấy, bật nguồn lên giúp em này. Đây, bật nguồn lên nó sẽ ở chế độ tạm dừng. Đây chính là cái dòng loa loại 1 phù hợp với toàn thể các bác. Mà các bác muốn sử dụng dòng sản phẩm giá phù hợp và đem lại cho toàn thể các bác cái chất lượng tốt. Thì với cái dòng loa loại 1 này đang đáp ứng cho toàn thể các bác rất là tốt này. Hơn thế nữa thì nó vừa có thể chạy thẻ nhớ, chạy được USB, bắt được đài FM và bắt được cả Bluetooth luôn cho toàn thể các bác nhé. Bấm play nhé. Đấy. Rất là nhiều chức năng và tiếng của nó thì cực kỳ là trong. Đây em sẽ đang chọn đến cái bài bìm bịp để cho toàn thể các bác nghe. Làm sao mà âm thanh đây. Nghe trong vắt như này cơ mà. Đấy. Và quan trọng nhất nó đầy đủ tính năng các bác ạ. Chất lượng âm thanh ổn định. Pin thì các bác cứ sử dụng từ 6 đến 8 tiếng khi các bác bật liên tục. Thế là ok rồi đúng không ạ? Đấy, và giá thành của nó thì hiện nay nếu mà các bác mua cả thẻ thì nó chỉ trên dưới 400.000 đồng một tí thôi. Đấy, với cái dòng loa loại 1 này nhá, đầy đủ phụ kiện, nhận hàng được test thử và có chế độ bảo hành lên đến 6 tháng cho toàn thể các bác và anh em. Và với cái mẫu mẹt hai mặt này thì bọn em đang cung cấp với cái số lượng
lớn nhất, và để nó không bị kẹt hàng này, các bác đặt hàng cái có ngay. Thì giáp Tết năm 2024 là em đã sản xuất ra số lượng rất là nhiều. Đấy. Đặc biệt thì với cái chất lượng là lò xo cải tiến này, chất lượng lưới là lưới đan tay bao chạy mắt cho toàn thể các bác, thì cái mẫu mẹt năm nay nó sẽ được cải tiến hơn rất là nhiều so với những cái mẫu mẹt mọi năm, bởi vì lò xo là em sẽ là quấn nhiều vòng hơn này, và lò xo sử dụng cái chất thép bền hơn nên là nó sẽ cực kỳ là nhạy và nó không bị rát. Và hãy liên hệ trực tiếp cho em qua cái đầu số điện thoại để các bác có thể mua hàng. Mẹt hai mặt là 350, một mặt là 300, và với cái mẫu lồng bẫy này là sẽ là 650.000 đồng. Cái giá đã bao gồm phí ship vận chuyển tận nơi rồi toàn thể các bác nhé. À, bên em thì đang có rất là nhiều những cái chương trình khuyến mại nhân dịp năm mới. Nếu mà các bác có quan tâm, nhớ ấn nút đăng ký kênh để bên em liên tục cập nhật những cái thông báo giá, và có những chuyển biến mới là em sẽ thông báo ngay tại kênh. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.